chơi một cái. Chơi kia mà mấy đứa ra chơi với nhau đi. Cầm ra đằng này chơi, sao phải giấu ra đấy. Nào ăn được à? Ra ngoài kia chưa? Ra chơi với các bạn đi. Không, anh muốn ngồi xuống để quay nơi ấy cái gì. Ngồi xuống lại cùng nhau rồi còn nói năng. Chiếu trời, lên giường chơi. Chú Chu lên giường chơi. Giường đâu?
Sa à? Không ra ngoài đi chơi à? Chán này đúng không? Chán này cất quả dứa đi nhé. Chán kìa. Quả này nó châm cho đau. Không. Nè. Nè. Chơi đồ chơi kìa, không có đánh nhau nữa, ra chơi đồ chơi. Tim ơi, Tim có thích vặt quả không? Thank you.
ba đứa đây. Thêm về trên đây. Đây này ngon. Lên giường ngồi đấy.